Xin chào các bạn, anh là Phiêu Trí, ngoài Mr. Web và Ray. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình nói về phim. Và ngày hôm nay nhất định phải làm cái video clip này với tư cách của một người say mê điện ảnh và khát khao về một cái sự thay đổi và chuyển mình của điện ảnh của Việt Nam. Thì anh xin tình nguyện và nhất định phải làm cái video clip để chào mừng một sự kiện mà tất cả những người say mê điện ảnh ở Việt Nam chắc chắn phải rất là hoan hỷ. Đó là yes, cuối cùng chúng ta cũng đã được lắng nghe, cuối cùng cái khát khao về sự thay đổi và những góc nhìn trẻ hơn, mới hơn, chân thật hơn, sáng tạo hơn của thế hệ của chúng ta đã được nhìn nhận. Bởi vì ngày 31 tháng 7 năm 2020 chúng ta sẽ nhìn thấy một bộ phim mà chúng ta chờ đợi được ra rạp, đó là Rom. Và xin cảm ơn. Thật sự đó là một điều mà anh tin là những người theo dõi về cái diễn biến và sự phát triển của điện ảnh cũng như là tiếng nói của một cái thế hệ trẻ hơn, quyết liệt hơn, say mê hơn, dám nghĩ dám làm, cuối cùng cũng đã được lắng nghe. Nó bắt đầu từ một câu chuyện buồn. Vào tháng 9, tháng 10 năm 2019, khi một cái bộ phim của Việt Nam lần đầu tiên đạt được cái giải thưởng The New Current, tức là giải thưởng danh giá nhất của liên hoan phim Busan ở Hàn Quốc. Và đây cũng là một liên hoan phim rất là uy tín trong khu vực và trên thế giới. Bởi vì trong vòng 20 năm trở lại đây, điện ảnh Hàn Quốc đã phát triển vượt trội, you know, và đạt được những cái dấu ấn kỳ tích, đúng không? Thậm chí là năm 2019 chúng ta cũng nhìn thấy là một bộ phim của Hàn Quốc đạt được giải thưởng danh giá nhất trên thế giới luôn, là Best Pictures của Oscar, đó là bộ phim Parasite. Cho nên là không thể xem dĩ nhiên cái liên hoan phim Busan là một cái liên hoan phim rất là lớn, và bộ phim Rom của Việt Nam đạt được cái giải thưởng danh giá nhất của liên hoan phim Busan năm 2019, và vừa được tin đạt giải thưởng thì ngày hôm sau chúng ta được tin là bộ phim đó bị cấm ở Việt Nam. Thậm chí là Cục Văn hóa Điện ảnh yêu cầu là hủy bộ phim, thiêu hủy bộ phim đó. Và dĩ nhiên là cái sự trăn trở của thế hệ của chúng ta nó lan truyền trên mạng xã hội, những cái góc nhìn phản biện được chia sẻ. Và anh nghĩ điều mà chúng ta phải cảm thấy giống như là đạo diễn Thanh Huy của cái bộ phim Rom, đó là phải giữ cho mình niềm hy vọng. Bởi vì niềm hy vọng được đền đáp, đúng không? Tin vui đó là sau 8 năm thực hiện thì cuối cùng ngày 31 tháng 7 bộ phim sẽ ra rạp, bộ phim Rom. Có thể nó không phải là cái nguyên bản đã được trình chiếu ở liên hoan phim Busan, nhưng đạo diễn Thanh Huy đã rất là nỗ lực để chúng ta có thể được cảm nhận cái bộ phim và cái tâm huyết 8 năm của cái đạo diễn trẻ này. Thì trong ngày hôm nay thì anh dĩ nhiên là phim chưa ra rạp, anh cũng không biết chia sẻ các bạn cái gì. Thì xin chia sẻ hai cái video clip mà anh nghĩ là anh buộc lòng phải chia sẻ nó nghe. Đó là tại vì cái view nó thấp quá, thì anh hy vọng là anh góp một phần, rồi sau này các cái kênh YouTube khác nếu góp được thêm một phần nữa để truyền thông cho Rom. Bởi vì sao? Bởi vì bộ phim Rom là bộ phim không có celebrity, bộ phim không có các nhãn hàng tài trợ, và không được phân phối chuyên nghiệp bởi những cái công ty về event, những công ty về media. Và nó là một bộ phim tự thân của những con người đam mê, thậm chí sẵn sàng hy sinh thời gian, thanh xuân, mồ hôi, nước mắt của họ để được làm nghệ thuật. Và Rom không được bất cứ một cái đơn vị có tiền, có bạc, có của, có như nó sức mạnh nào truyền thông hết. Cho nên chúng ta là những người yêu phim, chúng ta phải truyền thông cho Rom. Tại sao? Thì một cái video clip mà nó được đưa lên trên YouTube ha, đó là ý tưởng mô trình thực hiện của Rom. Ok, đi qua cái này cái để mình hiểu được you know, cái câu chuyện này. Đây là cái ekip đúng không? Của đạo diễn Huy ha. Ngày hôm đó nhận được cái giải thưởng danh giá nhất của bộ phim Rom. Thì đây là bộ phim quay 8 năm, 27 bản dựng, 2 DP, 7 quay phim,
trong 89 ngày quay thì mỗi ngày là quay 3 tiếng. Được giải thưởng quan trọng nhất liên hoan phim Busan. Tác phẩm của các trẻ em đường phố. Mình thấy có một cái sự hy vọng. Cảnh quay rất là kỳ công. Đó là một đua không ngừng nghỉ. Cho nên để ý nha các bạn. Sẽ khó có thể tin được là một bộ phim ở Việt Nam mà người ta thật sự bỏ ra một cái kỳ công 8 năm để theo đuổi và thực hiện nó. 27 bản dựng, dựng đi dựng lại, dựng đi dựng lại và làm hết tiền thì đi xin tiền, xin hết này tới người khác bởi vì không có cái nhãn hàng nào hết tài trợ để quảng cáo trong cái bộ phim này, đúng không? Cho nên là các bạn trẻ này họ phải đi xin tiền, họ hết tiền rồi tìm đủ mọi cách xin từ nghệ sĩ này tới nghệ sĩ khác, anh chị em ủng hộ nhau để mà làm và 8 năm để làm một bộ phim. Chứ không phải là phim mì ăn liền 3 tháng 6 tháng là ra ra rạp, đúng không? 27 lần quay dựng. You know. Thì bộ phim này xuất phát từ đâu? Từ một cái ý tưởng là một cái phim ngắn tốt nghiệp để giúp cho Thanh Huy làm dự án tốt nghiệp của mình khi mà tốt nghiệp đại học sân khấu điện ảnh. Ý tưởng của Huy thì là một hôm thì mình đang cố gắng tìm một cái đề tài làm cái phim tốt nghiệp. Mình thấy được những đứa nhỏ nó 9 năm về trước, 2011 ha. Mình nhớ lại là ở cái tuổi thơ của mình cũng hay đi theo những cái đứa bạn của mình đi bán vé giò để chơi. Mình thì cần tiền để chơi điện tử nhưng tụi nó cần tiền để mưu sinh. Lúc đó là kịch bản là 16:30 thì đó chỉ là một cái phim ngắn tốt nghiệp thôi, cũng rủ thêm Nhật, rủ thêm anh Công An, tức là tất cả những người mà mình đã từng cộng tác trước đây để làm chung cái dự án. Nó cũng là một cái thành công ngoài sự mong đợi khi mà Huy được thủ khoa đạo diễn về cái phim, và sau đó hàng loạt những cái giải thưởng về phim ngắn ở trong nước. Có một lần ngồi uống cà phê thì Huy cũng nói là hay bây giờ mình làm một cái phim dài đi. Mình làm một cái phim dài cũng về vé số thôi, vé giò thôi. Để có. Thì mọi thứ nó bắt đầu từ cái ấp ủ của một bạn trẻ. Khi mà bước vào hoàn thành cái quá trình học của mình, đúng không? Thì Trần Thanh Huy làm dự án tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Thì từ cái ấp ủ đó bạn dùng nó như một cái cơ hội để thể hiện lại một cái ký ức, một cái sự xúc động hoặc là một cái trải nghiệm ngày còn bé của mình, đúng không? Về đời sống của những đứa trẻ đường phố ha. Thì nó thành ra một cách không biết là hên hay xui so với lại cái sự nghiệp của đạo diễn này. Bởi vì nó biến thành một cái tác phẩm đạt giải rất nhiều bàn năm 2012 và rồi sau đó được chiếu trong cái liên hoan phim Cannes. Rất là danh giá, như là một cái tác phẩm nói chung là làm mưa làm gió và cực kỳ thành công. Cái phim 16:30, đúng không? Phim này các bạn hãy coi trên YouTube luôn. Thì anh nghĩ là đối với Thanh Huy, không biết đây là một cái thành công hay thất bại, hay là một cái vận may, hay là cái nghiệp nó rớt từ trên đầu của mình xuống. Bởi vì cái khoảnh khắc đó, cái trải nghiệm đó, anh nghĩ là cho bạn cái niềm tin về một điều đúng đắn, cho bạn một cái niềm tin là nếu như mình thật sự làm nghệ thuật bằng tất cả cái tâm huyết của mình và thể hiện một cái gì đó chân thật về cuộc sống, về tuổi thơ của mình, và làm nghệ thuật theo đúng những cái gì mà mình biết, mình học và mình tin và mình cảm nhận được, thì nó sẽ được công nhận. Và đó là cái ấp ủ khiến cho họ bắt tay vào sản xuất ROM. Và nó mở ra 8 năm mà anh nghĩ là áp lực và khủng khiếp và chiến đấu. Không chỉ với nghệ thuật mà với cả những nhà phê bình nghệ thuật, đúng không? Để có được một cái phim dài ROM phát triển từ cái phim ngắn đó. Có thể làm được như vậy. Với tôi, bộ phim ROM nó là một cái hành trình rất là gần gũi với đời sống của những cái người Việt Nam, cái câu chuyện đường phố của chúng ta. Và để sản xuất một bộ phim như phim ROM á, thì nó hoàn toàn không phải là một cái bài toán an toàn. Nó là một cái sự mạo hiểm, một cái sự phiêu lưu.
mình cũng không có những cái yếu tố thương mại một cách thông thường nhất, không có quần áo đẹp, không có nhà đẹp, không có diễn viên nổi tiếng. Nếu mà chú không đầu tư thì tụi con vẫn làm phim. Không biết các bạn cảm nhận sao chứ nghe cái ánh mắt, cái câu nói đó anh nghĩ là, và nhìn được cái việc mà anh ấy thật sự làm được cái lời mình nói được làm được đó, thì cảm thấy rất là xúc động. Đó là bạn nó đi xin tiền để làm phim đúng không, mà nó là nếu chú không đầu tư thì tụi con vẫn làm, tụi con phải làm cho được. Thì anh nghĩ đó là, đó là cái đặc quyền của một người trẻ tuổi, cái đặc quyền được sống và được hết mình với cái điều mà họ tin là đúng đắn, và cái quyền được đối diện với tất cả cái sự nghiệt ngã, cái sự xô đẩy của thị trường, của những cơ chế, của những cái luật lệ trên thị trường. Thì anh nghĩ cái đặc quyền của tuổi trẻ, có người sẽ dùng cái quyền đó, có người sẽ không sử dụng nó, and it's fine. Nhưng mà anh nghĩ là cái đặc quyền mà chúng ta được có cho tuổi trẻ là cái quyền được ngông cuồng, cái quyền được thách thức những cái giới hạn, để rồi hiểu xem là mình xứng đáng cái gì với cuộc đời của mình hả? Thì nhìn mấy bạn trẻ này mà thấy máu trong người nó sôi lên ha. Bất kỳ một bên nào đó. Quay. Đứng lại. Vì điện ảnh đâu phải là trò đùa đó. Điện ảnh là tiền bạc, là thời gian, là sức lực, là kỹ thuật, là đủ mọi thứ. Cái say mê nó phải đẩy tới cái mức điên khùng kìa. Để đến nỗi gạt ra hết tất cả những cái gì mà nó nằm trước mắt mình, đạt cho được cái mức độ hoàn hảo nhất của phim này phim kia, của dự án này dự án nọ. Hầu như là không có ai tin tưởng là cái phim này nó sẽ là một cái phim tốt, không ai tin tưởng là đám nhóc điên khùng này sẽ làm được cái gì. Giờ mình nói phải chi á, mình thất bại với 16 giờ 30 thì giờ chắc mình làm phim nhanh hơn, bởi vì chắc là mình cũng chả có suy nghĩ về việc mình làm phim như thế nào. Mình như việc làm phim kiếm tiền là xong. Có được cái cái clip quay lại cái shot đó là một cái câu nói rất là chân thực năm 2016 ha. Lúc mà mệt đứ đừ ngồi trên trường quay đúng không? Thì đó là lúc mà Huy cũng buông một lời nói với bạn bè của mình là nếu ngày đó mà không đạt cái giải thưởng với 16:30, nếu cái nghiệp nó, tổ nghiệp nó không có chạm đến mình, để rồi mình biết được là mình thật sự có thể làm được cái gì, thì có khi cuộc đời của mình nó đã bình an hơn. Có khi cuộc đời của mình nó đã thuận buồm xuôi gió hơn về mặt thu nhập tài chính. Có khi là giờ cứ te you know, làm phim cho mấy cái hãng hàng á, nhãn hàng đúng không, làm phim về hot girl, về tiền bạc, về là you know, tình ái scandal rồi kiếm tiền. Nhưng mà anh nghĩ là he was the chosen one, đúng không? Cái nghiệp nó chọn Thanh Huy. Khi mà bạn bước vào cuộc đời này trong tuổi trẻ với tất cả các hoài bão, vừa mới ra trường, cái tổ nghiệp của ngành làm phim ném cái giải thưởng đó với 16:30 lên đầu của Huy, để rồi bạn phải vận cái nghiệp đó vào mọi người. Bạn phải trải qua tất cả những cái bỉ cực đó để chứng minh cho những người yêu nghề và dám theo nghề đó là có khi cái thế hệ của chúng ta, cái thế hệ những người làm nghề của họ xứng đáng, đúng không? Nghĩ là rất là xúc động ha. Cái bản dựng khoảng thứ 17, những cái người anh trong nghề hẹn tụi mình ra một cái quán cà phê chỉ để thuyết phục rằng là cái phim này là cái phim nó sẽ không bao giờ tốt, hoặc là mình sẽ cất luôn bộ phim. Cứ mỗi lần hết tiền là chúng ta lại tiếp tục đi xin, cứ mỗi lần hết tiền là chúng ta tiếp tục phải đi pitching, cứ mỗi lần mà hết tiền là chúng ta phải tiếp tục con đường để chứng minh phim tốt. Thì
anh muốn các bạn hiểu được á, anh không biết nữa nhưng mà anh nghĩ là anh cũng trải qua có thể không khủng khiếp và khắc nghiệt như con đường mà Huy theo đuổi, nhưng mà anh tin là anh hiểu được điều đó. Đó là khi mà đàn anh đến vỗ vai và nói là chi vậy em, thôi bỏ đi, con đường này gian khổ lắm rồi, không được đâu. Tin anh đi, là những người đàn anh đàn chị đó cũng không phải là muốn dìm hàng đâu. Họ làm gì đó với tình thương, bởi vì họ thấy cái này nó khổ quá rồi, đúng không? Họ thấy cái này nó cực quá đi, mình thương nó và họ thật sự thương nó, tao thấy mày cực quá à, chi vậy, đúng không? Đi cái con đường cho bình an đi, chứ còn con đường này tụi tao đều chết hết rồi, tụi tao đi con đường này nó gian khổ lắm mà không được thì thôi, tao thương mày quá. Họ làm điều đó là vì họ thương á nghe, giống như ba má mình đến nói thôi con ơi, con làm cái việc này chi vậy, thôi sao con không làm cái này cái kia đi, chứ còn biết là con mê đấy, nhưng mà thương quá, xót con quá, hả? Thấy nó thức khuya dậy sớm, thấy nó cày cuốc, thấy nó thì họ xót. Cho nên anh hiểu điều này là họ thật ra những cái người mà đến cái khoảnh khắc đó không phải là những cái người có cái lòng dạ xấu hoặc là hẹp hòi, bởi vì họ thương quá đi, họ thấy khổ quá đi, họ thương, đúng không? May mà Huy và ekip của mình đã không nhận cái tình thương đó. May mà họ lựa chọn thì cái một câu chuyện của cái tầng lớp thấp nhất của xã hội. Nhưng ở trong cái tầng lớp thấp nhất của xã hội đó, nó có một cái thứ rất là quan trọng. Họ không bao giờ bỏ cuộc. Họ luôn luôn cố gắng. Họ luôn luôn vươn lên. Họ luôn luôn chạy. Và họ sẽ không bao giờ dừng lại. Sao? Có quyết tâm ra rạp không? Có quyết tâm bỏ ra 120.000 để tiếp lửa và để có một tác phẩm điện ảnh, một tác phẩm nghệ thuật thực sự để thưởng thức. Không phải làm điều này vì lòng tốt, vì thương hại. Họ đã không cần sự thương hại trong suốt 8 năm để thăng hoa, để mang cái tác phẩm mà họ tin là tâm huyết, tim máu của họ đến chúng ta, đúng không? Thì có thèm không? Có thèm để được trải nghiệm cái tác phẩm đó hay chưa? Chứ đừng đi xem vì em thương anh Huy quá, tội nghiệp anh Huy quá. Họ không cần sự thương hại của chúng ta đâu, đúng không? Mà chúng ta phải ngưỡng mộ, thèm thuồng và khát khao để được đi xem một cái bộ phim được làm từ mồ hôi, máu, nước mắt, được làm từ tuổi trẻ, được làm từ cái hoài bão, cái sự dũng cảm khủng khiếp đó ha. Thì cảm nhận cái đó để rồi nếu mình là người thật sự mê điện ảnh ha, mê phim, thì anh thật sự rất chờ đợi bộ phim đó. Thì trong thời gian chờ đợi bộ phim đó, có thể xem bộ phim 16:30 lên YouTube search 16:30 là cái giờ xổ số á, đúng không? Thì đây là phim ngắn Việt trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes năm 2013. Ok. Thì anh sẽ không nói rồi, phim dài 16:54 ha, là phim ngắn, đúng không? Thì xin không nói quá nhiều về cái kết quả, kết cục, và kết cục nó có một cái twist mà anh nghĩ là quá là đẹp, quá là dễ thương và trong sáng và quá là chân thật. Và anh mới hiểu được là tại sao những bạn trẻ này họ quyết định làm phim về những cái người không đẹp, không giàu, không nổi tiếng, cái thằng tầng lớp tận cùng trong xã hội, những người nghèo nhất, những người cùng quẫn nhất, những người thiếu thốn nhất. Bởi vì khi mà người ta không còn gì hết thì anh nghĩ là người ta sẽ còn giữ lại thứ quan trọng, đó là cái lòng tự trọng của mình, cái thì anh nghĩ đó là cái rất là dễ thương trong bộ phim này. Và anh sẽ không nói về cái phần đó để cho các bạn coi, chỉ có 16:54 thôi, và các bạn nhìn xem là từ năm 2013 tới giờ cái bộ phim ngắn này
đăng lên YouTube chỉ có 36.000 view thôi ha, ít hơn mấy cái clip của ông Quéo nữa. Buồn không? Quá buồn đúng không? Cho nên là nếu ai thật sự mê điện ảnh, nếu ai thật sự tò mò xem cái tâm huyết của một người trẻ tuổi thăng hoa thì sẽ như thế nào thì thôi xem trước cái 16-30 đúng không? À, để rồi ngày 31 tháng 7 anh em chúng ta sẽ gặp nhau ở rạp chiếu phim đúng không, để được thưởng thức một cái tác phẩm mà rồi để được thưởng thức một cái tác phẩm mà không chỉ là điện ảnh, không chỉ là nghệ thuật, mà tác phẩm tượng trưng cho cái sự khát khao của cái thế hệ của chúng ta, của những người trẻ tuổi để được chiến đấu cho cái điều mình tin là đúng đắn, để được nói lên cái tiếng nói của thế hệ của chúng ta, đặt lại cái dấu ấn của thế hệ của chúng ta, mà khẳng định là we can make a difference. Cùng nhau chúng ta có thể tạo ra được một cái sự khác biệt, cái sự chuyển dịch và thay đổi. Cho nên xin rất hân hạnh và tự hào được support cho Rom và được chiến đấu kề vai sát cánh cùng thời đại với những bạn trẻ này là một niềm tự hào và sự ngưỡng mộ rất lớn dành cho Trần Thanh Huy, cho ekip của Rom. Và anh rất chờ đợi bộ phim đó ra rạp. Và sau khi bộ phim nó ra rạp thì chắc chắn xin được làm một cái reaction để nói lên vài góc nhìn của anh. Còn lại coi 16:30 thì cũng đã rất thích rồi, bởi vì nhìn thấy cả cái tuổi thơ của anh trong đó, hiểu không? Nhìn thấy cả cái tuổi thơ của anh lớn lên trong một khu ổ chuột, lớn lên xung quanh với tất cả những thằng nhóc nghèo nhất, những con người bần cùng đó lớn lên chơi, cười giỡn, bánh lộn, chửi lộn, phá làng phá xóm trong tất cả những cái con hẻm tăm tối bẩn thỉu nhất của Sài Gòn. Đó là tuổi thơ của anh mới đúng. Cho nên là coi 16:30 đã cảm thấy rất là gần gũi rồi, thì anh không thể chờ đợi, can't wait, alright, để được xem Rom ở ngoài rạp. Ok, cho nên là xin được làm video clip ngày hôm nay để góp một phần tiếng nói của anh để truyền thông cho bộ phim Rom. Ok, để cùng nhau đó, tạo nên một cái cú hích cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, cho tâm huyết, cho tiếng nói và góc nhìn của thế hệ của chúng ta, của những người trẻ tuổi. Ok, xin hân hạnh được đồng hành, được hỗ trợ một chút cho Rom và đồng hành cùng với tất cả các bạn. Thank you and see you in the cinema. Gặp các bạn ở rạp nha.